Trời ơi Hương, Hương, em làm sao thế này? Hương, 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 Hương. Cảm ơn tất cả các quý khách đã đến tham dự buổi ra mắt tranh của tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả các quý ông và quý bà đến với buổi triển lãm ra mắt tranh Thiên Thần và Ác Quỷ của họa sĩ Trần Cường. Vâng, và đây là một bức tranh rất đẹp. Và chính vì cái vẻ đẹp của nó mà chúng tôi sẽ còn phải lấy nó lại. Sẽ chỉ mất còn vài phút thôi. Chúng mày nghĩ chúng mày là ai? Lũ cướp chúng mày sẽ không thoát được đâu. Vậy ông nghĩ ông là ai? Đây là Linh, bạn thân của tôi. Nó là một thằng nghiện chất kích thích. Nó say mê khoa học và chế tạo ra các loại thuốc. Yo. Trung à? Tao cho mày xem cái này nhá. Tao vừa mới chế ra được một cái loại thuốc gọi là thuốc mất trí nhớ. Đây là dạng lỏng, dùng để xịt vào mặt. Những ai bị dính ấy thì sẽ mất trí nhớ ngắn hạn trước và sau khi bị xịt 2 tiếng. Còn đây là dạng viên nén, có tác dụng mạnh hơn, nhưng mà dùng quá liều thì sẽ mất trí nhớ hoàn toàn đấy. Được đấy. Còn đây là tôi. Tôi là một thằng chuyên chép tranh. Chính họa sĩ Trần Cường đã dạy tôi vẽ và chép tranh cho ông Tài để bán. Đúng rồi, làm thì tốt đấy. Nhưng rồi chúng tôi xích mích. Tôi cũng quá chán nản với công việc chép tranh của người khác. Vì vậy mà tôi bỏ đi. Đây là Hương, bạn gái tôi. Chú stop. Thế thì nhanh lên. Nhanh lên. Mày nợ tao hơi nhiều tiền rồi đấy. Lo mà trả đi. Con này ngon nhỉ. Mình đừng động em tao. Khi nào mày mang đủ tiền về thì tao trả em gái cho mày. Ba chúng tôi tập hợp lại thành một nhóm cướp và sử dụng thuốc mất trí nhớ như một phương tiện để không còn ai nhớ những gì chúng tôi đã làm nữa.
chúng tôi sống với nhau như một gia đình. Wow. Chiều mến. Cho dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn mãi là bạn. Yeah. Sau khi cướp xong, chúng tôi tách nhau ra để khỏi bị nghi ngờ. Em làm sao thế này? Hương! Hương! Alo, Linh à, tao đang ở trong bệnh viện. Tao vừa gây ra tai nạn với Hương. Tao không nhớ chuyện gì xảy ra nữa. Tao chỉ nhớ là tao đang lái xe trên đường và đến khi mà tao tỉnh dậy thì tao đã gây ra vụ tai nạn mất rồi. Số tiền cũng biến mất luôn. Cái gì cơ? Mất tiền hả? Mày có chắc là không ai bám theo mày không? À, nhưng mà tao nhớ rồi. Tao có linh cảm là cái thằng buôn chanh nó cử đàn em bám theo tao. Tiền của tao đâu? Tao mời tiền của mày, tao tiết mày từ lâu rồi. Tiền của tao đâu? Không có tiền của mày. Mày cũng không phải là người. À, mày làm sao đấy? Đầu tao đau quá. Như là cái nào đánh vào đầu tao vậy. Chắc là do dư chấn vụ tai nạn đấy. Việc bây giờ chúng ta cần làm là tìm lại số tiền. Anh yên tâm đi, bệnh nhân đang bị ngất xỉu, chẳng qua là chấn động mạnh quá thôi. Tôi kiểm tra hết rồi một lượt rồi, không sao cả. Toàn thân là không có vấn đề gì nguy hiểm đâu. Cứ nghỉ ngơi rồi cũng khỏe thôi. Thôi được rồi, cảm ơn bác sĩ. Không có gì, cảm ơn anh.
Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Alo. Alo anh Trung à? Anh có đi cùng chị Hương không? Ban tối chat với chị ấy, chị ấy bảo là quay video gửi cho em, xong rồi chả thấy nói gì cả. Em gọi lại mãi mà không được, nên em gọi cho anh luôn. Anh có biết chị ấy đang ở đâu không ạ? Video á? Em ở chuyện với em gái của em. Alo em hả? Em có sao không? Chị không sao đâu. Chị sẽ đem tiền đến đón em sớm. Em đừng có lo. Không có. Nếu tìm được chiếc điện thoại, chúng ta có thể biết được đứa nào là kẻ lấy tiền. Tao nghĩ nó chỉ rớt gần hiện trường vụ tai nạn mà thôi. Đi thôi. Trong túi của anh. Bên này, bên này. Cứ đi. Lên. Mày làm cái gì vậy? Tao với mày có phải là anh em nữa không? Anh em á? Tao đã tha chúng mày một lần rồi. Nhưng mà chúng mày không biết điều. Không có tao chế ra cái loại thuốc này, chúng mày có đi cướp được không? Tao đoán ra phải được hưởng nhiều nhất số tiền này. Thằng chó! Lên ơi! Lên!
cho em gái mày đi khách à? Không, nhưng mà tao có tiền rồi. Mày đừng động em tao, tao đến ngay bây giờ đây. Sau này mình không ở cạnh nhau nữa thì sao? Sẽ không có chuyện đó đâu. Sao bức tranh này vẫn còn ở đây? Anh đã kịp sao chép lại một bản. Bức tranh bản chỉ là bức tranh vẽ. Anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện thực sự đằng sau bức tranh này. Sau khi anh đã quá chán với việc chép lại tranh của người khác, anh đã tự vẽ một bức tranh của riêng mình. Ông Trần cũng thấy nó đẹp nên đã âm mưu lấy bức tranh đi làm của mình một cách trắng trợn. Dần dần ông ta trở nên nổi tiếng với bức tranh đó, và đó cũng là lý do anh muốn cướp bức tranh lại. Anh chỉ muốn lấy lại những gì là của mình. Vậy ông nghĩ ông là ai? Thank you.
Có những ký ức, những tội lỗi, những nỗi đau mà chúng ta cần phải quên đi. Tối nay tụi ta đi nguyên đêm mà nhấn ga bấm mấy cái còi bim bim mà giống như mấy anh em trong phim mà tối nay làm thêm. Tối nay tụi ta đi nguyên đêm mà nhấn ga bấm mấy cái còi bim bim mà giống như mấy anh em trong phim mà tối nay làm thêm. Tối nay đường tối bởi vì khói bay, lối này rắc rối đi vào khỏi trại. Nói bậy là tội bị đánh đến mỏi tay, chắc chắn với hắn ngày mai hắn khỏi dậy. Đèn xe bon chen bên ngoài ban công, bèn nghe thằng bạn hỏi mày sang không. Tóm lại băng nhóm bên này đang đông, túm lại dư sức đưa thành kia sang sông. Phố phường đổ xô hôm nay có chuyện lớn, bố nhường xe bố cho con ra huyện lớn. Ông già ông lại bắt đầu khuyên lớn, bắt đầu la bắt đầu chỉ làm tôi điên hơn. Tối nay tụi ta đi nguyên đêm mà nhấn ga bấm mấy cái còi bim bim mà giống như mấy anh em trong phim mà tối nay làm thêm. Tối nay tụi ta đi nguyên đêm mà nhấn ga bấm mấy cái còi bim bim mà giống như mấy anh em trong phim mà tối nay làm thêm. Cuộc sống ổ chưa chừng nào sẽ kết thúc, dòng sông biển gồng khi nào thì đến lúc bánh xe nặng gánh nặng bánh như đứt hơi. Cánh tả mặt lạnh nói rằng đã đến đây. Đi vào trong với tư cách là thằng đàn ông. Hai bên hông anh em rất là đông, tướng rất là ngông. Tao nói là tướng rất là ngông và tao hỏi phải thằng này không, phải thằng này không, phải phải thằng này không.